đó đi du lịch thì cũng nhập ra tỷ đồng thôi, cũng ăn no đủ sức, không sợ là đéo sợ. Đi du lịch phải vui vẻ, phải thoải mái, vì bây giờ việc nhà có làm được đâu. Đọc 1.000 quyển sách không bằng đi 1.000 cây số. Cứ ở nhà đọc sách cũng không biết thế giới ở bên ngoài như thế nào. Vì như vậy thì chúng ta phải đi. Cứ đi ăn chơi thoải mái đi, về nhà lại cày cấy xong lại đi tiếp. Chụp ảnh trong vòng 3 phút. Trong vòng 3 phút sau chúng ta sẽ đi vào trong một ngôi nhà. Đi vào cái ngôi nhà đấy, có ai yêu cầu mừng tè cứ thì tè đi. Trong đó là xếp hàng ra xe. Anh chàng mừng tè trên đỉnh núi à? Cô gái hơ mông trên. Đúng rồi, đây lúc đầu thôi, 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 lúc đầu. Bim, 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 bim